đó chẳng qua là một tham cầu gì đó. Ngày xưa Nguyễn Đình Chiểu, ông có làm một bài thơ để chỉ trích điều này. Ông nói là rằng câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, trong nhà hiếu thảo vốn không, gọi rằng làm phước phước trồng vào đâu là chỗ này. Nếu ở nhà, ở gia đình chúng ta, chúng ta làm ăn tức là cho vay nặng lãi ha, rằng câu quyết hạn chi tài là giống như là chúng ta bóc lột những người làm công ha, cho vay nặng lãi ha, chúng ta lấy đồng tiền lời đó cái chúng ta đem đi cúng chùa. Cái ở đây ông nói là rằng câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, tức là những đồng tiền đó nó không có được tốt mà chúng ta đi cúng chùa thì không ai chứng đâu. Rồi trong nhà hiếu thảo vốn không, gọi rằng làm phước phước trồng vào đâu, tức là trong nhà chén cơm manh áo đối với cha mẹ thờ phụng chúng ta vốn không, mà chúng ta vô chúng ta chén cơm manh áo chúng ta thờ phụng ở trong chùa á, thì cái đó không có cái gì để có thể chấp nhận được. Cho nên ở đây chúng ta thấy đạo lý gia đình là nền tảng để đánh giá cái lương tâm đạo đức của con người. Vì vậy chúng ta đừng nên vô tư với những cái vị Bồ Tát xung quanh trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ là những vị Bồ Tát này hay là ba mẹ này hay là những người thân này, chúng ta lo chén cơm, chúng ta lo manh áo, chúng ta nghĩ nó không có phước. Chúng ta lo người ăn mày ở bên ngoài thì chúng ta nghĩ có phước. Chúng ta lo cho người động đất ở châu Phi thì có phước. Chúng ta lo người nước ngập ở đâu có phước. Hay là chúng ta đi cúng chùa có phước. Nhưng mà chúng ta nghĩ cha mẹ và những người thân này, những người thân xung quanh chúng ta, chúng ta làm chúng ta thấy gì bổn phận chứ chúng ta đâu thấy có phước, đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị, tất cả cha mẹ và người thân chúng ta có phải là một chúng sinh không? Phải không? Phải. Và một chúng sinh này có cần sự tế độ không? Cần không? Cần. Như vậy đối với một chúng sinh bên ngoài cần tế độ, với người thân cần tế độ, hai người này công đức không có khác gì nhau cả. Cho nên những người hiếu thảo phần lớn là những người có cuộc sống hạnh phúc, những người đó sau này có tương lai tốt đẹp. Là vì sao? Vì công đức mà chăm sóc cha mẹ, Đức Phật đã từng tán thán lo lắng cho cha mẹ như cúng dường một vị Phật, chứ không có khác gì. Vì vậy cho nên trong cuộc đời chúng ta hãy làm tất cả những điều mà cần thiết để làm, nhất là trong cuộc sống hiện tại và nhất là mùa Vu Lan về. Hôm nay mùa Vu Lan về, chúng ta hãy tập nhìn lại một cái điều gì đó trong cuộc đời chúng ta, làm một điều gì một chút với Đấng Sanh Thành. Nếu Đấng Sanh Thành đã trở thành một tấm hình ở trên bàn thờ thì chúng ta hãy thắp ba nén nhang trong những ngày này. Chúng ta cảm thấy rằng trong quá khứ mình đã còn gì thiếu sót thì hãy thể hiện ba nén nhang đó, thể hiện ba tấc lòng một Đấng Sanh Thành ngày xưa khi còn ba còn mẹ, con còn non còn kém, còn dại còn khờ, quên đi thăm ân nghĩa trọng, để khi cha mẹ qua đời rồi con mới cảm thấy hối hận về một tình cảm thiêng liêng. Ba nén nhang lòng để thể hiện sự hối hận. Thậm chí trong những ngày này chúng ta về chùa tụng một bài kinh Vu Lan báo hiếu, thì ngày đó chúng ta hãy cầu nguyện cho những Đấng Sanh Thành chúng ta, nếu đã qua vãng ngồi trên bàn thờ thì cũng đem tất cả tấc lòng này hồi hướng cho cha mẹ từ một đời đến nhiều đời được siêu sanh. Còn những ai may mắn nhất trên cuộc đời là chúng ta còn nhiều cơ hội để thực hiện một công đức lớn như một sự cúng dường các bậc Bồ Tát, đó là khi chúng ta còn được cha mẹ bên người. Hãy quay về để tận hưởng những hạnh phúc và làm tròn bổn phận đạo lý của một người con. Đừng có xem thường tất cả những cái điều đó. Những cái đó là cái tội lỗi nếu chúng ta xem thường. Mà lời này Đức Phật đã từng dạy trong các kinh, cái tội điều thiện lớn nhất trong cuộc đời không gì bằng hiếu thảo, mà tội ác lớn nhất trong cuộc đời không gì bằng bất hiếu. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Một câu nói như một việc làm suông, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ tận đáy lòng, chúng ta sẽ cảm thấy rằng đó là một mối quan hệ bất khả phân ly trong cuộc đời làm người của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ để muộn màng. Tôi nói thật với các vị, nhiều người con trong chúng ta, có những người con là muộn màng là như thế này. Mình nghĩ là cha mẹ mình sẽ còn sống mãi 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Còn bây giờ mình đang còn đi học, bây giờ mình đang còn gia đình, chồng, vợ gì đó, đang có công ăn việc làm,
đang phải lo cho các con. Vì vậy mình nghĩ 5 năm, 10 năm khi ổn định công việc rồi lúc đó mình hãy chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà xin thưa các vị, có bao giờ cha mẹ có thể tồn tại theo cái sự suy nghĩ và hứa hẹn của chúng ta không? Để một ngày nào đó chúng ta sẽ cảm thấy hối hận khi chúng ta nghĩ một ngày nào đó chúng ta ăn hên làm ra rồi chúng ta mới lo báo đáp. Thì khi chúng ta ăn hên làm ra, có còn cha mẹ để mà chúng ta làm việc đó hay không? Cho nên ai mà hứa hẹn điều đó suốt cuộc đời không có thể làm được. Tôi nói thật á, ai hứa là mai này tôi có chén cơm manh áo tôi mới lo cha mẹ, mai này con cái ổn định rồi tôi lo cha mẹ, mai ngày việc làm rồi tôi lo cha mẹ, có một ông ló quan tài khi ông chết á. Hứa vậy suốt đời không bao giờ ai làm được chỉ gì cả, và không bao giờ làm được. Nhưng mà cha mẹ đâu có bao giờ yêu cầu chúng ta báo hiếu bằng vàng lượng bạc ngà, đâu có đòi hỏi chúng ta mâm cao cổ đầy. Sự hiếu thảo này đôi khi chỉ là một cú điện thoại thôi các vị. À, điện thoại má ơi có khỏe không, ba ơi trời lạnh này có ho không, có khỏe không. Tất cả những cái đó đôi khi rất bình thường. Thậm chí đi về thăm, cái áo này con dành cho mẹ mặc mùa lạnh nha, cái bánh này dùng cho ba để uống trà nha, chừng ấy thôi các vị cũng quá đủ lễ và quá hạnh phúc cho những người làm cha rồi. Vậy mà trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có thể cảm ơn với tất cả mọi cái chuyện cục kẹo, một chuyện có gian, một lời gì đó, một sự giúp đỡ nhẹ nhàng, cảm ơn thoải mái. Trong khi một đấng sanh thành ơn như núi chưa bao giờ nói ba ơi hả má ơi, con cảm ơn ba má đã cho con được hình hài này. Có không? Có khi nào chúng ta nghiêng tai bên má, chúng ta nói rằng má ơi con rất cảm ơn má, vì má mà con có được cái hình hài này. Có nói chưa? Có suy nghĩ chứ chưa dám nói phải không? Thành ra chúng ta nên để ý cái chỗ này.